cho bạn. Mình hôm nay sẽ nói về nhân quả của bạn sắp đến tốt hay là xấu như thế nào. Và đây là tụ bài dành cho bạn thông điệp ngẫu nhiên nha. Mình thấy phía cuộc sống của bạn đang chuẩn bị đón nhận nguồn năng lượng chữa lành. Nguồn năng lượng này bạn sẽ cảm thấy ở lòng ngực của mình được nhẹ nhàng hơn. Một số bạn có triệu chứng là lâu lâu hơi bị dễ hơi nhói tim, thì nguồn năng lượng luân xa tim này đang hoạt động cách rất là mạnh mẽ để mà chữa lành cho bạn. Và nếu như bạn đang trong giai đoạn tự phục hồi lấy bản thân mình, đang trong giai đoạn cần phải có một không gian yên lặng, vắng lặng để mà tập trung quay về bên trong, thì đây là cái lúc mà bạn cậu phải tập trung, thế rất là tốt, rất là ok ha. Nó không còn tổn thương như xưa nữa, không còn mong manh yếu đuối như xưa nữa, bạn mạnh mẽ nhiều hơn sau những cái biến cố tưởng chừng như là bạn gục ngã. Tuy nhiên rồi thì khi đến chạm đáy rồi, bạn sẽ từ từ tái sinh lại thôi. Cái tái sinh này với cái hình thức là bạn sẽ chết đi một lần, chết đi nhiều lần chẳng hạn, chết trong cái tâm thức của mình, chết trong sự tan nát, trong sự đổ bể, trong sự là dòng nước tràn ly. Thì khi đó bạn được giải phóng bản thân mình, giống như là một con sâu, nó sẽ quằn quại đau đớn và sẽ nhẫn nhục một thời gian dài trong kén của nó để mà nó hóa bướm ha. Nguồn năng lượng thứ hai tiếp theo mình nhận được là bạn sẽ có một cái sự may mắn dồi dào về điều thứ nhất là về vấn đề tài chính, công việc. Thứ hai là về những cái mối quan hệ xã hội của bạn. Bạn sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, hoặc là bạn sẽ cảm giác rằng mọi người yêu mến mình hơn. Bây giờ bạn có thể là không đón nhận cái thông điệp này, nó cũng không có quan trọng ha. Quan trọng là cái nguồn năng lượng sắp đến của bạn nó sẽ thanh nhẹ hơn và bắt đầu dễ bắt được những cái sóng rung nó cao hơn. Và từ đó bạn dễ kết nối với những cái người khác, những cái người mà thuộc cái thế hệ khác nhau, chẳng hạn như là thời thập niên khác á, hả? Nghĩa là dễ kết nối hơn, lớn tuổi hay là trẻ em hay là người đủ thành phần xã hội mà dễ kết nối nhiều hơn. Và bạn sẽ dứt khoát mạnh mẽ hơn để hướng đưa ra cái quyết định cho mình. Ví dụ như khi xưa đi, bạn có những cái đồ vật nào đó cũ kỹ thì chẳng hạn, nó đã reset rồi, tuy nhiên thì bạn vẫn cảm thấy luôn luôn níu kéo nó, luôn luôn cảm thấy là muốn nó ở bên, không muốn rời xa nó, rời bỏ nó. Thì sắp đến mình sẽ dứt khoát hơn, mà cảm thấy ok, nếu như cái vấn đề này hoặc cái món đồ này hoặc là cái con người này không còn phù hợp với mình, hoặc là thậm chí cái môi trường sống này không còn phù hợp, thì ok, bạn sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi, bạn sẵn sàng sang một cái hướng khác hoàn toàn. Bạn sẵn sàng thay đổi bản thân mình để phù hợp với hoàn cảnh phát triển tốt hơn. Có nghĩa là bạn hiểu ra rằng là cần phải thay đổi mới có một cái sự phát triển mới, thì sắp đến mình sẽ làm được cái điều đó. Và sắp đến mình sẽ thông minh, thông tuệ nhiều hơn. Mình thấy là trong tụ bài này đa số các bạn sẽ dựa vào năng lượng lý trí của mình hơn. Nhưng mà lý trí ở đây các bạn hiểu ra rằng là lý trí còn có để mà có cái giới hạn bản thân, có cái ranh giới bản thân. Cái ranh giới này tốt nhất là đừng ai đến gần tôi cả, hoặc là tốt nhất đừng bao giờ để người khác dẫm đạp lên. Nếu bạn biết cái điều đó cho nên bạn phòng vệ bản thân kỹ lưỡng hơn. Bạn không còn quá nhẫn nhịn như xưa nữa. Và bạn vô tình nhẫn nhịn người ta quá có thể làm cho người ta cảm thấy được nuông chiều cái hư của người ta. Ví dụ như người ta có thói xấu là hay nhiều chuyện cho chẳng hạn, bây giờ gặp bạn thì bạn hay nhẫn nhịn họ, bạn hay im lặng, kiên nhẫn, hoặc là bạn hay quá tốt với họ chẳng hạn, tốt đến cái mức độ mà nó vượt giới hạn của con người á, thì sắp đến bạn sẽ rõ ràng ra khô ra ngoài ha. Ra ngô ra khoai ha, nó rõ ràng hơn. Bạn mình thấy các bạn trong này bạn dám nói lên tiếng nói của mình hơn, các bạn đang tập dần ngôn từ của mình sắc sảo hơn, dám nói lên sự thật hơn, dám bộc bạch con người của mình ra hơn hơn là trước kia. Trước kia bạn lo lắng sợ hãi, lo lắng cái gì, lo lắng sợ, thứ nhất là sợ bị tổn thương người khác, mà trong khi mình trong lòng mình tan nát nhưng vẫn luôn hướng người ta. Thì sắp đến bạn sẽ rạch ròi hơn, rõ ràng hơn, bạn sẽ công bằng với bản thân mình hơn và cũng công bằng với cách đối xử của họ như thế nào. Ví dụ như họ quá đáng với bạn thì bạn sẽ né, hoặc là bạn sẽ nói lại để học biết là họ có sai ở đâu nha. Không phải lúc nào cũng là đúng ha, không phải lúc nào cũng là ý mình á, làm lớn hoặc là ý mình như thế nào đó mà có thể là chèn ép bạn được ha. Thì đó là một cái cách để mà bạn vô tình bạn cũng giáo huấn họ, hoặc là bạn cũng có thể là chia sẻ cách mà không phải ai cũng bắt nạt được, và bạn cũng không có chiều theo cái thói hư tật xấu của người khác nha. Để mà bắt nạt người khác ha, bạn cần phải đứng lên như thế này,
đứng lên vì bản thân mình và cũng đứng lên vì xã hội cộng đồng luôn nha. Đó. Rồi á, trong tụi bạn này, một số bạn thì sẽ hướng đến một cái niềm tin tâm linh nào đó, một cái tôn giáo nào đó cụ thể hơn. Nó nghĩ là bây giờ xưa nay bạn vô thần chẳng hạn, bạn không có tin bạn đức tin nào chẳng hạn. Hoặc là bạn có tin nhưng mà nửa tin nhưng mà không có tin 100%, có thể nửa tin nửa ngờ. Nghĩa là bạn còn phải trải nghiệm nó bạn mới tin. Hoặc là bạn cũng nghi ngờ ngờ 50%, không tin 50% mà có tin, nửa nặng nửa mở. Sắp đến bạn sẽ tin và tâm linh nhiều hơn, con đường tâm linh của bạn sẽ mở ra tốt đẹp hơn. Bạn có thể thấy là cái hình ảnh này, một người đang cầu nguyện với cái đống bề trên, một người đang cầu nguyện với tổ tiên của mình, một người đang cầu nguyện với cái sự tâm huyết nhiệt huyết và mong muốn rằng bản thân mình không bao giờ cô đơn. Bản thân mình á, dù hiện hữu dưới người trần mắt miếng thịt này, dưới cái thân xác phạm phu này, chỉ là một mình thôi, một mình một cõi thôi, tuy nhiên đâu đó bề trên vẫn luôn luôn theo dõi và ủng hộ từ phía sau lưng bạn. Nếu như bạn bị vấp ngã, nếu như bạn lưng từng bạn muốn té, hoặc là bạn dễ sắp rơi vào vực sâu, hoặc là rơi vào cái hố nào đó mà khó thoát, khó giữ toàn tính mạng, hoặc là gió khó giữ toàn được con người mình đó, thì bạn sẽ được bề trên ủng hộ bằng cách là một cái gì đó kỳ diệu, một cái gì đó vi diệu mà không thể nói thành lời. Bạn sẽ được phù hộ liên tục luôn hả, trong thời gian sắp đến, và trực giác của bạn cũng phát triển luôn. Bây giờ mình sẽ có cái lời khuyên cho bạn. Lời khuyên đầu tiên trong tụ bài này là hướng đến các bạn chữa lành những cái năng lượng bản thân mình trước, để chữa lành về thể chất tâm hồn của mình. Thể chất là cái quan trọng, thể chất á, về tâm hồn nó cũng đi đôi với nhau. Nếu như tâm hồn của bạn buồn phiền thì nó dẫn đến thể chất mà cũng mệt mỏi, cho nên những trường hợp ví dụ quá buồn phiền thì họ sẽ chán ăn không ngon, ngủ không yên đó, nó ảnh hưởng tới thể chất, nó rất là đơn giản luôn ha. Bạn có thể hiểu là thể chất là cái ngôi đền của mình, ngôi đền mà nếu mà không được xây đắp vững vàng thì nó sẽ tồn đọng những cái rác phiền não, những cái rác về mệt mỏi, u ám trong người ha. Thì mình thấy bạn còn chữa lành những cái luân xa. Mình cảm giác các bạn có thể dùng màu vàng, có thể bạn đeo vàng nhiều hơn, hoặc là có thể bạn dùng những cái trang phục, những cái phụ kiện màu vàng. Hoặc là nếu học sinh, sinh viên có thể dùng bút viết, tập vở màu vàng để kích hoạt cái sự may mắn và luân xa vàng. Hoặc là bạn có thể ăn bí đỏ, hoặc là những cái hoa quả cái màu vàng đi ha, để kích hoạt cái sự may mắn và chữa lành cái luân xa của vùng bụng của bạn nha. Sau khi sao và thật tự tin, sự mạnh mẽ hơn. Nếu như bạn nào bị kẹt cái luân xa ba này, có thể đau ở vùng bụng rất là nhiều, hoặc là thấy mệt mỏi ăn khó tiêu chẳng hạn nhé. Rồi một số bạn thì mình nhắc luôn, một số bạn cho chữa lành cái luân xa cổ họng. Số 5 là luân xa liên quan đến cái sống thật là chính mình, nói thẳng thật và ngay những cái điều mà mình muốn thể hiện ra. Và bạn dùng cái màu xanh nước biển để mà kích hoạt chữa lành cái luân xa này ha. Một số bạn ở trong này thì có thể dùng thêm màu đỏ nữa để mà kích hoạt cái vùng luân xa dưới cùng của bạn. Luân xa về sự sinh tồn và sự sợ hãi và sự không dám đoàn kết với số đông chẳng hạn, hoặc là bạn không bao giờ mở lòng ra với bất kỳ ai chẳng hạn. Thì đó là những cái luân xa mà mình còn phải nêu ở đây. Hoặc là bạn cảm giác bị mỏi chân, hoặc là hay bị cảm thấy là nhói đau, hay dễ bị ngủ, hoặc là bị trẹo cổ, hoặc là trẹo vai, thì những cái vùng đó là bị ảnh hưởng về sức khỏe. Cho nên mình vẫn thấy rằng một số bạn có thể dùng những hoạt động ca hát, nhảy múa, bung xóa những cái năng lượng tù túng bên trong của mình ra. Năng lượng tù túng là những cái uất hận, những suy nghĩ tiêu cực, những buồn phiền, những cái dây mơ rễ má về trong cuộc sống, và những cái vô tình bạn lấy của người khác, lấy cái phiền não của người khác ập vô mình. Thì giống như là mọi người cho bạn làm cái thùng rác vậy, họ sẽ muốn trút cái gì vô người bạn thì trút thôi. Đó, thì bạn phải cần thanh tẩy năng lượng bằng cách là vui vẻ, cởi mở và hoạt động thể dục thể thao, nhảy múa, ca hát, hoạt động ngoài trời gần cây cỏ và thiên nhiên, gần với đất mẹ Gaia, và gần với cũng là một dạng kết nối gần với luân xa tim của mình nữa nha. Đó, bạn làm những thuật gì bạn thấy thích và thấy vui vẻ là được ha. Và đừng quên là kết nối bên trong của mình, bên trong tiềm thức của mình là quan trọng. Dù thế nào chăng nữa thì bạn phải nhìn lại cuộc sống của mình đang ổn hay chưa. Thì khi mà bạn kết nối với tiềm thức của mình thì bạn cũng rất là dễ dàng mở ra cái luân xa trên cùng của bạn, để mà dễ dàng nhận thông điệp từ bề trên. Có thể là thông qua giấc mơ, có thể là thông qua các chỉ số thiên thần lặp đi lặp lại với nhau, có thể là 1122 gì đó ha. Và đó là thông điệp cho bạn trong ngày hôm nay.